Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã trở lại kênh của mình. Như thường lệ thì sau phiên giao dịch hôm nay mình cũng làm một video, chúng ta cùng phân tích cái kết quả phiên hôm nay và một đưa ra một số nhận định của phiên giao dịch ngày mai ngày 30 tháng 11. Rồi thì về đầu tiên thì chúng ta cùng có các phần thì nội dung trọng tâm hôm nay thì mình sẽ nói với anh chị đó là phân tích cả nhóm ngành mà nó giảm sâu khối lượng lớn và phục hồi những ngành và phục hồi khối lượng lớn và khối lượng nhỏ anh chị nhé, và chúng ta đưa ra một chiến lược giao dịch. Thì đầu tiên chúng ta tổng kết phiên hôm nay một tí về thị trường thì chúng ta thấy là không có, nếu như tổng kết và phiên và nhìn vào tổng quan thế này ấy, thì nhiều anh chị sẽ đưa ra góc nhìn, có người thì nói là tích cực, có người thì nói là tiêu cực, có người thì bảo là trung lập, tức là không có đưa ra ý kiến, tức là không không nhìn nhận được cái, không phân tích được cái xu thế của thị trường, đúng không ạ? Rồi còn đối với bản thân mình thì mình dựa vào những kết quả và quan sát quá trình giao dịch trong phiên á, thì mình đưa ra một số cái quan điểm, trên quan điểm cá nhân dựa vào nhìn nhận và phân tích của cá nhân. Đầu tiên thì chúng ta thấy rằng là về cái phiên á, thì chúng ta thấy là hôm nay là chỉ số là chúng ta là giảm, thì mức độ giảm thì không nhiều, có 0,55% thôi, và VN30 nó giảm 0,86 thì khá lớn. Còn sàn Hà Nội nó vẫn tăng điểm, Vopcom giảm điểm. Và chúng ta thấy rằng là sàn Hà Nội nó vẫn tăng điểm, những ở mức độ tăng thì nó thì cũng không nhiều, và mức độ giảm của VN Index thì nó cũng không nhiều. Và VN Index chúng ta thấy là mở cửa là chúng ta biết được là phiên ATO là nhiều cổ phiếu là giảm sàn, và mở mở thị trường chúng nó mở gạp giảm, và phiên sáng chúng ta thấy là rất khốc liệt, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta thấy rằng là sáng phiên chiều nó có sự tích cực hơn, có sự tích cực hơn. Về chúng ta thấy được là tí thì mình sẽ nói trong biểu đồ kỹ thuật thì chúng ta thấy cái yếu tố tích cực này. Còn tổng quan cả số cổ phiếu trong số VN30, chúng ta thấy rằng là hôm nay có cổ phiếu nó tích cực là hầu hết là các cổ phiếu trong chứng khoán. Còn các cổ phiếu mà tích cực cái điểm nhấn hôm nay á, là chúng ta thấy ra là cổ phiếu VIX. Nếu như điểm số của phiên hôm nay mà chúng ta thấy rằng là cổ phiếu VIX mà không tăng trần và Vinhomes không tăng điểm đó, thì thị trường chúng có thể nói là một phiên giảm điểm khá sâu, đúng không ạ? Và các chúng ta thấy được nữa đó là các cổ phiếu ở trong bán lẻ, ví dụ như Masan, MWG, rồi là gì ạ, PNG, SAB đều là giảm rất sâu anh chị nhá, giảm rất sâu. Thì tí nữa mình sẽ đưa ra cái chiến lược giao dịch cho anh chị thấy, mình sẽ phân tích cho anh chị thấy cái điều này. Còn cả cổ phiếu dòng bánh hôm nay nó không giảm, có những cổ phiếu giảm rất sâu, ví dụ Techcombank hoặc là Vietcombank, nhưng cũng có những cổ phiếu trong dòng bánh giảm rất cũng nhẹ thôi, đúng không? Trong khi cả cổ phiếu dòng bánh đó thì chỉ có là rồi chứ ạ, HDBank nó tăng điểm ở mức độ vừa phải, cũng nhẹ. Đấy, thì đó chúng ta đưa ra cái chiến lược để đưa ra trong chiến lược trong giao dịch, trong giai đoạn đoạn này đó. Tổng quan trong bánh thế đó này anh chị nhá, chỉ có hạn đến bánh tăng này, trong chứng thì chúng ta thấy rằng là nó rất tích cực đấy, và mức độ tăng của cổ phiếu như VND hoặc là SSI thì nó rất là tích cực, đúng chưa đấy. Và kể là trong phiên giao dịch thì mình cũng có nhắn với khách hàng từ tối hôm qua, là mình nói là chiến lược của phiên ngày hôm nay á, thì mình có nói với anh chị khách hàng của mình rằng là với cái chiến lược phiên giao dịch hôm nay thì chúng ta phải giao dịch cái điểm trọng tâm là phải nhìn vào phiên mở cửa. Nếu như mà phiên sáng mà tích cực á, thì khả năng để thị trường rủ vào rơi vào phiên chiều là rất sâu. Còn nếu như phiên sáng mà nó tiêu cực, nó rủ xuống á, nó rơi điểm á, giảm điểm, thì phiên chiều nó sẽ có sự phục hồi. Và khách hàng của mình thì cũng có nhiều người thì cũng cũng có theo dõi trên nhiều phương tiện thông tin, và cũng đọc rất nhiều bài báo, rồi là báo này báo nọ, rồi là các yếu tố về các đội nhóm, rồi là nói là phải chạy thế này thế kia trước biến chủng của mới của virus, đúng không? Covid. Thì tất nhiên thì chúng ta phải nhìn vào cái chiến lược, để chúng ta phải nhìn vào cái ý tưởng và cái cách đánh của tạo lập để chúng ta đưa ra cái chiến lược giao dịch đấy, để là mình nói với anh chị. Còn hôm nay cũng có thể là có người vào bắt, cũng có thể là người bán, cũng có thể người là cầm cổ phiếu, thì nhưng mà bên mình thì trung lập, bên mình thì hôm nay thì chủ yếu là vẫn cầm cổ phiếu thôi. Còn lúc thị trường giảm sâu á, lúc thị trường giảm sâu này thì vẫn có mua một số cổ phiếu gia tăng ở cổ phiếu trong chứng khoán đấy, đó là cái chiến lược anh chị nhá. Còn hôm nay chúng ta thấy rằng là gì, dòng chứng khoán kèm với cổ phiếu dòng VIX, dòng VIX và VHM của Vinhome thì chúng ta thấy rằng là tích cực, thì đa tích cực của thị trường. Còn các cổ phiếu khác trong nhóm ngành ngành bất động sản có nhiều cổ phiếu tăng rất ok anh chị này. Đấy, có những cổ phiếu tăng trần, như đất xanh cũng có tăng trần này. Đất xanh hôm nay tăng trần là có yếu tố thông tin về định giá cổ phiếu là quá rẻ, đúng không ạ? Đấy, vân vân, và nhiều cổ phiếu phục hồi cũng ok. Còn trong khi đó các cổ phiếu dòng bất động sản nó giảm thì mức độ giảm cũng không sâu.
Đấy, đó là về dòng bất động sản. Và một cái dòng nữa đó là chúng ta thấy rằng là dòng dòng dược hôm nay là tích cực anh chị nhá. Tất nhiên tí nữa mình sẽ phân tích để mình nói với anh chị nếu có thời điểm có điều kiện. Rồi. Còn về yếu tố kỹ thuật thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy này. Về đầu tiên á là đối với chỗ cổ nhìn vào cái biểu đồ kỹ thuật của VN30 thì chúng ta thấy rằng là phiên hôm nay là một phiên giảm điểm và đóng cửa thì nó vẫn là ở phía trên anh chị nhá, ở một cái nền là chứ, ở xu thế gì, ở xu thế là rút chân rồi. Và khối lượng của hôm nay thì chúng ta thấy là cũng không nhiều so với các phiên gần đây đúng không ạ, và nó đang mở gạp rơi nhưng mà nó có sự rút chân trở lại, đó là yếu tố tích cực. Thì thực tế ra chúng ta biết rằng là VN30 vừa rồi là một cái giai đoạn nó đã mới vượt đỉnh này gì này, mới vượt cái vùng đỉnh này, và khả năng vượt đỉnh này thì chỉ số VN30 nó phải test lại. Nhưng mà vì điều kiện vậy chúng ta thì biết rằng là trong một cái bối cảnh là tin tức rồi là các nhà khoa học thì cũng chưa có một cái kết luận chính thức nào về cái biến chủng mới của Covid, và chắc chắn rằng thì theo đánh giá của mình thì nó cũng bình thường nhưng cũng khó yếu tố gì mà nó sẽ là quá bất ngờ lớn như là cái chủng Delta vừa rồi đấy. Thì thị trường chúng về nếu như về yếu tố kỹ thuật thì chúng ta biết rằng là rổ VN30 này nó đi lên á thì nó phải test lại, và trong cái giai đoạn này nó test lại với khối lượng nhỏ thế này thì theo đánh giá của mình vẫn ok đấy. Và nếu nó test lại ở đấy và chúng ta theo dõi, nếu như nó cân bằng được nó cân bằng được thêm ở đây nó cân bằng thêm ở đây sau đó nó đi lên thì đấy là một yếu tố tích cực của thị trường trong giai đoạn tới, được chưa? Còn nhìn vào chỉ số VN ở đây cho anh chị thấy này, hôm nay chúng ta thấy là gì ạ, thị trường chúng vẫn nó vẫn tích cực, sáng mở gạp rơi mặc dù là phiên kéo lên nó không lấp được gạp nhưng mà nó đóng cửa vẫn cao nhất phiên anh chị nhé, đóng cửa cao nhất phiên kèm theo một cái một cái kết quả đó là gì ạ, khối lượng là cũng ok đã rút chân với khối lượng lớn đấy, thế này là ok đấy. Thì nó đã test lại một lần nữa, nếu nó là thế này nó đã có gần như rất là lập cái gạp lần này anh chị này, nó đã gần lập cái gạp này anh chị này đấy, anh chị đã thấy thấy chưa, chưa lấp hết nhưng mà nó đã có một phần lấp hết, lấp về cơ bản lập cái gạp này đó. Thì chúng ta thấy rằng là thị trường sẽ nó sẽ mất thời gian để nó cân bằng thêm ở đây đấy, nó cân bằng thêm ở đây sau đó nói gì nó để đánh thêm đánh lên đấy, thì đó là chúng ta cần lưu ý trong giai đoạn này. Còn trong giai đoạn này thì thị trường sẽ tích cực đó là nhưng mà nó sẽ mất thời gian để cân bằng, anh chị cần lưu ý nhá. Và khả năng để phiên ngày mai tăng điểm thì đó cũng xác suất đó cũng sẽ cũng khá cao anh chị nhá. Đấy, còn những cổ phiếu nào nó tăng điểm, những cổ phiếu nào giảm điểm và những cổ phiếu nào nó sẽ cho lợi nhuận thì mình sẽ nói với anh chị trong cái nội dung đó là giảm sâu khối lượng lớn và phục hồi khối lượng lớn và phục hồi khối lượng nhỏ, thì chúng ta để đưa ra cái chiến lược giao dịch đấy là quan trọng anh chị này, để chúng ta có tiền chúng ta có lợi nhuận là rất ok đấy. Thì để khỏi mất thời gian mình nói luôn, đầu tiên chúng ta nói rằng là những cổ phiếu hôm nay nó giảm khối lượng lớn thì mình nói với anh chị đó là các cổ phiếu thế này anh chị nhá, ví dụ MWG là nó giảm khối lượng lớn anh chị này, nó giảm nhưng cổ phiếu này là như phiên hôm nay là lẻ ra anh chị phải bán ra đấy, anh chị phải bán ra. Vì sao phải bán ra, bởi vì sao ạ, bởi vì chúng ta thấy rằng là nó giảm với khối lượng lớn đấy, nó giảm đóng cửa thấp nhất phiên đây này, được chưa, và chúng ta thấy rằng là giảm chi nhỉ, đấy, giảm và kèm theo cái đó là gì? Kèm theo đó là chúng ta thấy rằng là khối lượng lớn đấy. Thì rồi là một cổ phiếu này, rồi cổ phiếu thứ hai là PNG, nó giảm khối lượng lớn, PNG anh chị nhá, PNG giảm này, đóng cửa gần như là thấp nhất phiên này và khối lượng của nó chúng ta thấy là đột biến này. Thì vì sao mình sẽ nói với anh chị những yếu tố này để anh chị thấy vì sao nó giảm khối lượng lớn MWG, PNG, rồi là mình lấy ví dụ như tiếp theo là SAB như vậy. SAB là vì sao nó giảm đóng cửa thấp nhất phiên và kèm theo đó là khối lượng con này thì không lớn lắm nhưng khối lượng so với quá trình gần đấy chúng ta thấy là phần lớn rồi. Cổ phiếu tiếp theo nữa là chúng ta thấy được những cổ phiếu đó, ví dụ MWG, PNG, rồi là SAB, rồi Masan đấy, Masan vậy, Masan nữa anh chị nhá, mình lấy ví dụ để anh chị thấy thôi, giảm khối lượng rất lớn thì vì sao nó phát động cửa thấp nhất phiên, thì vì sao như vậy, bởi vì chúng ta biết rằng là cái đầu tư của chúng ta là trong giá của một cổ phiếu là nó tùy vào kỳ vọng của tương lai anh chị nhá. Và trong một cái bối cảnh mà khi chưa biết là cái biến chủng mới nó sẽ như thế nào, chưa biết là nó sẽ là có thể là vaccine chúng ta đã tiêm ví dụ Pfizer hay AstraZeneca vân vân á, thì nó có tác dụng đối với chủng virus mới này không, và liệu khoa học và mức độ lây truyền, mức độ nguy hiểm như thế nào, thì đó là
cũng chưa có một cái công bố nào chính thức về yếu tố đó. Nhưng anh chị lưu ý rằng điều đó chưa được khẳng định dần để nó dần đến những cái dư địa để khả năng những cái mở cửa hoặc là mà hạn chế mở cửa trở lại vẫn tiếp tục duy trì mở cửa, hay là như đã hay là hạn chế đối với các nghị định, ví dụ ở Việt Nam vì nghị định có thể là thắt chặt lại hay không, hay là các quốc gia thể là gì đóng cửa biên giới vân vân á, thì chúng ta cần phải lưu ý đó là một yếu tố dần đến cho các cổ phiếu, ví dụ như thế, ví dụ như Masan nó sẽ giảm, phải giảm là kỳ vọng, đúng không, là kỳ vọng, và kỳ vọng khi đã chưa có một câu thông tin ra rõ ràng họ bán ra đấy, do đó như phiên hôm nay chẳng hạn là anh chị mà có tư duy là anh chị phải bán đấy. Tất nhiên bên mình thì không cầm những cổ phiếu này, đúng không ạ, rồi là MWG, vậy MWG anh chị biết rồi, trong một giai đoạn mà cách ly thì anh chị biết rồi đấy, rồi là gì ạ, rồi là mình lại ví dụ như là SAB vậy, là liên quan đến biết rượu nước giải khát, thì trong một bối cảnh thị trường chung như vậy thì chúng ta thấy rằng là chúng ta thấy rằng là kỳ vọng để gì, kỳ vọng để mà có gì, có dịch vụ rồi là ăn uống tất cả mọi thứ để mà sử dụng đến thức ăn đồ uống mà nó kỳ vọng lớn thì đó không nhiều, dần đến là những cổ phiếu này nó sẽ giảm sâu nhất. Đây là cái chiến lược anh chị còn cần có trong quá trình giao dịch, được chưa, đấy thì anh chị cần phải lưu ý nhá. Đấy, còn bên mình thì không còn không cầm những cổ phiếu này, nhưng mà anh chị cần cần phải hiểu vì sao mà nó giảm với khối lượng lớn như vậy, thì đó là cái chiến lược của các nhà đầu tư thông minh đấy, chúng đó là chiến lược của nhà đầu tư thông minh anh chị nhá. Rồi còn các cổ phiếu ví dụ mình lấy và vì hôm nay nó giảm nó tăng với khối lượng lớn đấy, mình lấy ví dụ VND chẳng hạn, nó như con này nó tăng với khối lượng không lớn, vì sao ạ, bởi vì chúng ta biết rằng là những cổ phiếu mà đà nó đã quá đánh đi lên đấy, và ở giai đoạn này là ngưỡng tâm lý khá dày của chỉ số, thứ hai là thông tin nhiều và cái giai đoạn này họ lại khá nhiều, từ đó nó họ phải chốt lại, và mặc dù vậy những phiên sáng giảm những phiên chiều nó vẫn kéo lên, đấy là yếu tố tích cực của cổ phiếu, nhưng mà có hoạt động chốt lời dần đến là gì ạ, dần đến là cái khối lượng của đấy nó không không được cải thiện. Như những cổ phiếu này thì chúng ta thấy là những kỳ vọng nó trong cho dù dịch giả có thế nào, nếu dịch có bùng phát trở lại thì rõ ràng là chúng ta biết rằng là các cổ phiếu mà liên quan ngành chứng khoán chắc là nó sẽ vẫn là có kỳ vọng rất lớn, dần đến là nó phục hồi rút chân là ok anh chị nhá. Đấy SSI anh chị thấy hôm nay nó rút chân nên đóng cửa cao nhất phiên này, được chưa, đóng cửa cao nhất phiên, và chúng ta thấy ra nha khối lượng của nó là gì, khối lượng của nó là rất lớn, nó khá lớn đấy. Thế nhưng cổ phiếu này là bên mình sáng nay cũng có một số khách hàng là mua mua gia tăng ở cái lúc giảm điểm xấu này anh chị này, để giảm điểm xấu này đấy anh chị thấy, và bây giờ họ là đã lại mấy ạ, hơn 3%, như phiên hôm nay là cuối phiên là họ đã lại hơn 3% đấy, thì anh chị đó là lưu ý đúng không ạ. Đấy thế nhưng vì sao nó có kỳ vọng của nó như vậy, vì HCM vậy hôm nay nó cũng tăng đấy, khối lượng cũng khá đạt đúng không ạ, đấy khối lượng khá đạt, thì liên quan cả cổ phiếu mà ở đây HSHS thì nó tăng khối lượng lớn, được chưa, còn những cổ phiếu ví dụ VCI nó tăng nhưng mà khối lượng không lớn, thì những cổ phiếu này là những cổ phiếu này chắc là nó sẽ yếu đấy. Nhưng anh mà phục hồi vì SSI này, HCM, SSI, SHS mà nó tăng khối lượng lớn thì đó chúng ta thấy rằng là gì ạ, nó sẽ có dư địa để nó là kỳ vọng phía sau tốt hơn so với các cổ phiếu như VCI đấy, giá tăng nhưng mà khối lượng không lớn đấy. Tất nhiên có một ngoại lệ đó là VND anh chị nhá, VND nó tăng nhưng mà do mức độ mình lúc này mình nói là nó giảm đà phê giảm em mấy 10 ngày và cái mức độ chốt lại đang khá nhiều đấy. Rồi cái cả cổ phiếu như BSI chẳng hạn, anh chị thấy là nó tăng nhưng mà khối lượng cũng không lớn đấy, thì hoặc là CTS, CTS anh chị thấy là nó tăng khối lượng không lớn đấy, nó đóng cửa cao nhất phiên và chúng ta thấy là khối lượng nó rẻ, nó đã là không lớn chưa. FTS về anh chị này đấy, nó giảm điểm nhưng mà nó vẫn đóng cửa gần như là cao nhất phiên ở phía trên của cái thanh ba đúng không ạ, và khối lượng nó không tăng, thì những cổ phiếu đó có những chiến lược là chúng ta cần lưu ý. Như vậy thì cả cổ phiếu trong dòng cùng một dòng nhưng mà có những con tăng khối lượng lớn, phục hồi khối lượng lớn thì đó thể là những con mạnh trong giai đoạn sắp tới, và những con mà phục hồi khối lượng nhỏ thì khả năng để mà chứ tốt trong cái giai đoạn tới, kỳ vọng mạnh đi lên mạnh trong cái giai đoạn tới thì đó đang có thể không cao. Đó là cái nhóm thứ hai mình nói với anh chị. Rồi còn cả cổ phiếu dòng bánh, cả cổ phiếu dòng bánh thì chúng ta thấy là mình lấy ví dụ Techcombank chẳng hạn, nó hôm nay nó mở gạp giảm và khối lượng của nó là rất lớn anh chị nhá, khối lượng rất lớn. Như vậy thì theo đánh giá của bản thân mình thì mình cũng thấy rằng là những cổ phiếu này bây giờ nó có cái đà tích lũy rất lâu rồi, và bây giờ nếu nó giảm rất sâu nữa thì rất khó, nhưng mà bây giờ những cổ phiếu như thế này mà nó đi lên được đấy. Hôm trước thì mình nói là mình đánh giá những cổ phiếu này là chơi nó cân bằng ở vùng này chị này. Đấy, nó cân bằng ở vùng này thì sau đó nó sẽ đi lên, nhưng mà do yếu tố thị trường chung nữa, do đó nó hôm nay nó giảm mở gạp giảm đóng cửa thấp nhất phiên kèm theo khối lượng lớn
Đấy, thì những cổ phiếu này bây giờ nó muốn muốn lên được thì nó phải mất rất thời gian, và nó bây giờ chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy là cổ phiếu này là cổ phiếu yếu anh chị nhá. Rồi ví dụ MBB thì nó là tốt hơn, nó là rút chân được, nó được rút được chân anh chị nhá, nó rút được chân mặc dù mở gạp rơi nhưng mà yếu tố tích cực của nó rút chân đấy, được chưa? So với Techcombank lúc này mình nói thì nó Techcombank nó cửa thập nhật phiên, còn MBB thì nó đã là nó rút được chân lên. Tất nhiên thì ở đấy mình phân tích thì anh chị có góc nhìn thôi, chứ cũng phải giai đoạn này là không phải là giai đoạn này chúng ta đánh vào cổ phiếu dòng banh. Đây, anh chị lưu ý nhá. Rồi, cùng liên quan đến cả cổ phiếu dòng liên quan đến Covid, dần đến là chúng ta biết là mình nói về dược một tí, bởi vì ngành dược đó rồi, dược đây. Mình nói với anh chị là anh chị theo dõi, nhưng cổ phiếu này hôm nay nó tăng rất ok anh chị này. Như con này là tăng mẹ, tăng 11,3%. Đấy, con này là nếu biết sao đâu có. DVN anh chị nhá, DVN. Đấy. Thì anh chị thấy là trong một giai đoạn nó là lên được một giai đoạn này là anh chị biết cái thông tin, những thông tin gì không? Những cái giai đoạn này là cũng liên quan đến là vaccine của Việt Nam nó lên lên được đoàn sau đó nó chứ. Thực tế là nó lại rủ xuống, đó là ghê gớm, và nó một cái có một quá trình đi ngang ở đây. Và như là, và trong một giai đoạn mà gì, liên quan đến gì, thông tin về liên quan đến thông tin về gì? Về vaccine mới của Việt Nam có hiệu quả sản xuất mấy triệu liều đó mình quên mất cái số liều, nhưng mà tất cả đều là kỳ vọng và tất cả đều là gì đó? Đều là thông tin đấy. Nhưng mà những con phiếu dược chẳng hạn thì theo đánh giá mình là anh chị thì cũng hạn chế chơi, còn mình thì mình không chơi, anh chị lưu ý nhá. Nhưng mà mình đưa ra phân tích ở đấy thì anh chị thấy rằng là nó có cái thông tin, những cái góc nhìn của mình thì mình quan sát đấy anh chị thấy thôi. HD dược hầu giá mà gì đi, DHG vậy đấy, hôm nay nó tăng khối lượng lớn anh chị nhá. Đấy, nhưng mà những cổ phiếu này thì bây giờ những cổ phiếu này cái giai đoạn nó tăng là mở gặp tăng, và những cái con này có tổ chức đánh thế này là anh chị không nên tham gia, mình nói anh chị đấy, anh chị lưu ý nhá. Do đó là trong cái chiến lược giao dịch anh chị cần phải có một cái góc nhìn, cần phải có cái chiến lược giao dịch ở đây đấy. Mình nói với anh chị rồi, tất nhiên thì mình làm video sẽ có tính chung chung ở đấy là trên cộng đồng, còn nếu mà muốn có được cái thông tin chi tiết thì rõ ràng là nó phải ở trong phiên anh chị, cho nó rất khó anh chị, nếu như theo dõi video để mà đầu tư thì rõ ràng nó rất khó đấy, anh chị cần lưu ý nhá. Còn mình nói lại với anh chị là trong cái giai đoạn này chúng ta cần cần tham gia vào các cổ phiếu mà các là các cổ phiếu dòng chứng khoán là nó sẽ rất rất ok, và các cổ phiếu một số cổ phiếu của ngành ngành bất động sản đấy, chứ không phải đâu, ví dụ nhà hàng điện chắc chắn nó sẽ có một nhịp nữa, nhưng nhiều cổ phiếu này bây giờ mức độ kẹt hàng đến nay khá nhiều, đó là nó sẽ trở đến là rất khó. DG thì giai đoạn này là anh chị mà có là phải bán ra thôi, mình nói rồi. KBC chẳng hạn hôm nay nó rụt chân lên nhưng mà khối lượng nhỏ, do đó khả năng để nó phục hồi đi lên là rất chậm. Đấy, cái đất xanh hôm nay nó tăng trần anh chị này. Đấy, anh chị thấy chưa? Nó liên quan đến câu chuyện gì? Liên quan đến câu chuyện là cổ phiếu này là do được định giá với mức rất thấp, dẫn đến là công ty, dẫn đến tập đoàn đất xanh là gì? Không chưa phát hành riêng lẻ cổ phiếu đó. Đấy, dẫn đến là phiếu hôm nay nó có tín đó là nó tăng trần. Anh chị lưu ý nhá. Đấy, cổ phiếu trong dòng bất động sản mà theo đánh giá của mình hôm nay mà nó ok. Giai đoạn này anh chị, giai đoạn ok đó là một cổ phiếu Novaland. Nó đã xác định cổ Novaland thì nó có tính bó cũng khó phân tích, nhưng mà anh chị thấy là nó đã xác định cái xu thế đi lên, và trong quá trình đi lên thì phiên hôm nay nó đạp xuống do thị trường chung xấu nó đạp xuống, nhưng mà nó vẫn kéo chứ, nó vẫn kéo lên trong phiên anh chị nhé, nó vẫn kéo lên trong phiên đấy, và khối lượng của nó chúng ta có thể là rất ok đấy. Thế nhưng cổ phiếu này nếu anh chị tham gia thì theo mình là phiên ngày mai anh chị có thể tham gia là có thể lấy vào Novaland thôi đấy, cánh vào trong phiên để lấy thì anh chị có thể lấy Novaland có thể tham gia được, còn cả cổ phiếu khác là gần như là không có điểm mua, và đặc biệt là trong cái giai đoạn này chúng ta vẫn hạn chế mua bán anh chị nhá. Đấy, thì đó là tất cả thông tin mình phân tích tổng hợp dựa vào những kết quả mà ở thị trường kết phiên nó thể hiện ở các con số, và mình thấy được, mình nhìn được, và nó thể hiện ở ngay trên cái giá đóng cửa của cổ phiếu và khối lượng của cổ phiếu giao dịch, và mình tổng hợp lại. Tất nhiên đó cũng là quan điểm cá nhân để mình phân tích tổng hợp, không phải là lời khuyên hay là khuyến nghị đầu tư. Còn nếu như mà cái chiến lược giao dịch của mình mà anh chị thấy nó phù hợp, anh chị có thể muốn tham gia nhóm khách hàng của mình thì anh chị liên hệ với mình thông qua số điện thoại đang di chuyển ở màn hình. Video mình xin chào, tạm dừng tại đây. Xin chào anh chị và hẹn anh chị trong video ngày mai.